Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin quốc tế phản đối việc kết án 3 nhà báo độc lập tại Việt Nam. Sau khi Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 5 tháng 1 năm 2021 đã kết án 3 nhà báo thuộc Hội Nhà báo độc lập trong tổng cộng 37 năm tù giam, bao gồm ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch và Biên tập viên Việt Nam Thời báo Lê Hữu Minh Tuấn cùng 11 năm tù. Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế lớn đã đồng loạt lên tiếng về ba bản án nặng nề này. Người phát minh của Liên minh châu Âu hôm 6 tháng 1 năm 2021 ra thông cáo khẳng định việc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đó một ngày kết án với ba lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là diễn biến tiêu cực. Đây là hình ảnh lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam gồm ông Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập Phạm Chí Dũng bên phải, blogger Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Tường Thụy bên trái và biên tập viên Lê Hữu Minh Tuấn thứ ba bên trái tại phiên tòa xét xử ở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 5 tháng 1 năm 2021. Thông cáo được đăng tải trên trang fanpage của Liên hiệp Châu Âu tại Việt Nam và trên trang web của chính thức của Liên minh Châu Âu khẳng định như sau: các quốc gia phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc tranh luận công khai, ngay cả khi các ý kiến được bày tỏ trái ngược với những ý kiến mà chính quyền đưa ra. Quyền tự do biểu bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trực tuyến và trực tiếp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng xã hội, phát triển bền vững và bao trùm cũng như thịnh vượng. Quyền tự do biểu đạt được đảm bảo bằng Hiến pháp của Việt Nam, Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam đã tham gia ký kết, bao gồm cả Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự. Hơn nữa, trong khuôn khổ của đánh giá định kỳ phổ quát, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị để đảm bảo và dỡ bỏ các hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt. Tuy nhiên, việc gia tăng những vụ bắt bớ, bỏ tù và kết án những nhà báo Việt Nam và những nhà báo bảo vệ nhân quyền đã đi theo hướng ngược lại. Liên minh châu Âu mong các nhà chức trách Việt Nam trả lại tự do ngay lập tức cho ông Dũng, ông Thụy và ông Tuấn, cũng như tất cả các nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền đã bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của đài AFA, bà Saskia Pigmon, thành viên của Đảng Xanh tại Quốc hội châu Âu nhận định, bản án của chính quyền Việt Nam với ba nhà báo độc lập chứng minh tình trạng nhân quyền tại Việt Nam chẳng có gì cải thiện theo hướng chúng ta mong đợi. Đó là sự tôn trọng thiết yếu cho nhân quyền, cho các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh bà Saskia Pigmon, thành viên của Đảng Xanh tại Quốc hội châu Âu. Bà gọi bản án mới nhất của chính quyền Việt Nam với các nhà báo độc lập là một trường hợp tiêu biểu, hiển nhiên và bổ khuyết, chứng minh rằng nhà cầm quyền Việt Nam không hề muốn thực thi các điều họ cam kết. Là một trong vài tiếng nói mạnh mẽ trong nhân quyền nói chung và nhân quyền Việt Nam nói riêng, bà Saskia Pigmon khẳng định như sau: sự kiện ông Dũng bị bắt vì tự do biểu tỏ quan điểm của ông nhằm kêu gọi nhà cầm quyền châu Âu lấy trách nhiệm mình áp dụng cho nhân quyền tại Việt Nam và sử dụng đòn bẩy EVFTA để thực hiện là điều không thể chấp nhận được theo quan điểm dân chủ. Không thể nào chấp nhận việc bắt giam và tuyên án 15 năm tù cho việc công khai gửi một băng video kêu gọi như thế. Cho dù bản án có nhẹ hơn đi nữa, theo quan điểm của tôi cũng không thể chấp nhận vì tôi từng bảo vệ trong khuôn khổ thương thảo để tự do ngôn luận và dân chủ được tôn trọng tại Việt Nam. Dân biểu Quốc hội châu Âu cũng nhận định chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang minh chứng trái ngược với các cam kết với quốc tế. Bà cũng bày tỏ tình đoàn kết với các nhà hoạt động Việt Nam khi khẳng định không thể nào hậu thuẫn và tiếp tay cho loại kết án bất chấp như thế, nói theo quan điểm dân chủ. Bà hy vọng đây sẽ là hồi chuông cấp bách các dân biểu về hiện trạng của các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo tại Việt Nam không được ai quan tâm và điều này sẽ thức tỉnh những người đồng viện tại châu Âu. Bà cũng thể hiện sự quyết tâm tiếp tục đấu tranh cho công lý, cho tự do ngôn luận, cho dân chủ, đồng thời bày tỏ niềm tin vào việc gia tăng áp lực chính trị đến nhà cầm quyền Việt Nam sẽ thúc đẩy cải cách tương tự như việc châu Âu đã áp lực lên Trung Quốc về vấn đề lao động khổ sai, thảm trạng người Duy Ngô Nhĩ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức cũng đã lên án nhà cầm quyền Việt Nam vì đã kết án 3 nhà báo độc lập. Đây là hình ảnh bà Beke Koffer, cao ủy của chính phủ Liên bang Đức về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo tại văn phòng đối ngoại liên bang.
cao ủy chính phủ Liên bang Đức về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo tại văn phòng đối ngoại liên bang Vera Koffer vào ngày 5 tháng 1 đã phát biểu như sau. Một lần nữa, các nhà hoạt động ở Việt Nam đã bị kết án tù nặng nề vì ủng hộ ôn hòa cho tự do báo chí, tự do ngôn luận và thành lập các công đoàn độc lập. Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục tiến trình đàn áp xã hội dân sự cũng như quyền tự do ngôn luận và tự do biểu tình. Với sự lên án này, Việt Nam đã vi phạm các công ước quốc tế mà nước này đã cam kết tuân thủ. Hiến pháp Việt Nam cũng đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Việc công dân phải chịu bản án nặng nề vì hành động hòa bình của họ là không thể chính đáng. Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam không bỏ tù những công dân thực hiện quyền của họ và trả lại tự do cho các tù nhân chính trị và để xã hội dân sự tham gia vào các yêu cầu chính đáng của mình trong quá trình ra quyết định chính trị và tôn trọng nhân quyền của mọi người Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng ra thông cáo bày tỏ sự thất vọng và sau khi biết tin về những bản án nặng nề tuyên đối ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong đó có người sáng lập là ông Phạm Chí Dũng. Thông cáo nêu rõ, những bản án nặng nề này mới nhất là có xu thế đáng lo lắng về tình trạng bắt giữ và kết án những công dân Việt Nam chỉ thực thi quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động nhất quán với các quy định về nhân quyền trong chính Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ cam kết quốc tế của mình. Phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhắc lại quyền tự do báo chí là căn bản cho vấn đề minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông cáo chung hôm 6 tháng 1 của ba tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế phản đối các bản án đối với ba thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Các nhà văn, blogger và nhà báo thường trực thực thi công việc của họ với nguy cơ cao. Chúng tôi thúc giục chính phủ và công dân trên toàn thế giới, trong đó có chính phủ Việt Nam, đảm bảo sự bảo vệ cho họ. Vào ngày 6 tháng 1, đã có thêm 3 tổ chức lên án việc kết án 3 nhà báo độc lập tại Việt Nam. 3 tổ chức này bao gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Tổ chức Thế giới chống tra tấn. Họ đã ra chung thông báo phản đối bản án đối với 3 thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Thông cáo nêu rõ Việt Nam mở đầu cho năm mới 2021 với 3 bản án nặng nề với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mức án tuyên là 15 năm tù đối với ông Phạm Chí Dũng, 11 năm tù cho ông Nguyễn Tường Thụy và 11 năm tù cho ông anh Lê Hữu Minh Tuấn. Cả 3 còn phải chịu mỗi người 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. 3 tổ chức vừa nêu cũng cho rằng những bản án tù nặng đó cũng là giáo đầu của Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu và Việt Nam EVFTA bắt đầu có hiệu lực vào tháng 8 năm ngoái. Còn bà Emily Key, Phó Giám đốc khu vực của Ân xá quốc tế tuyên bố như sau. Bản án này cho thấy sự coi thường của chính quyền Việt Nam đối với tự do báo chí. Nó một lần nữa đánh vào quyền tiếp cận thông tin độc lập của người dân Việt Nam. Sự hà khắc của bản án này vượt xa tiêu chuẩn vốn đã hà khắc của hệ thống kiểm duyệt nhà nước trong bối cảnh Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần. Quyền tự do biểu đạt là nền tảng của bất cứ xã hội tự do nào và có tính quyết định đối với sự công nhận của tất cả các quyền con người khác. Tội của những nhà báo này đơn giản là dám thảo luận chính trị với các vấn đề được xã hội quan tâm khác bằng việc kết án những người này chỉ vì họ thực hiện các quyền được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo, nhà nước đã phản bội lại công lý. Thật đáng buồn, nhà nước Việt Nam đã mở đầu vào năm 2021 bằng bầu không khí đàn áp và độc đoán vốn có. Những nhà báo này là một phần của 170 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam, một con số đáng báo động, cho thấy sự xuống cấp trầm trọng của môi trường tự do biểu đạt ở đất nước trong những năm gần đây. Qua sự việc 3 nhà báo bị kết án nặng nề, nhà quan sát Trần Trung Đạo đã có một bài viết khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam giống như loài kỳ nhông, chỉ thích sống trong bóng tối, rất sợ ánh đèn, đồng thời kêu gọi mọi người đừng làm kỳ nhông hay đứng về phía loài kỳ nhông, mà hãy tiếp cùng với Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn soi sáng con đường dân chủ của Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp 3 nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam khi tích cực hoạt động dân sự. Ông Nguyễn Tường Thụy phát biểu, ông chỉ nói lên những trăn trở đối với đất nước và dân tộc. Còn nói ông Lê Hữu Minh Tuấn thì khẳng định, chúng tôi không vi phạm pháp luật, chúng tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội. Còn ông Phạm Chí Dũng nhận định, một bản án quá nặng đối với các nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới biết đến nền tự do báo chí của Việt Nam. Ông phân tích,
ngay từ thời Lenin, ba phương pháp đã được các chế độ cộng sản dùng để vô hiệu hóa một đối tượng là cô lập, trung lập hóa và thỏa hiệp. Trong một nghĩa đơn giản nhất, cô lập là ngăn chặn các nguồn thông tin cũng như mọi mối liên hệ đến và đi từ đối phương. Trung lập hóa là làm cho khả năng của đối phương không còn tác dụng bằng cách áp dụng một lực lượng tương xứng vào đối phương. Thỏa hiệp là nhân nhượng để có lợi cho cả hai bên. Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng tạo ra một lực lượng tương xứng nhằm trung lập hóa các thành phần chống đối và cũng không dám phiêu lưu thỏa hiệp với các thành phần chống đối, nên thường chỉ áp dụng biện pháp thứ nhất, nhanh gọn, đó là bỏ tù những ai chống đối. Gắn cho mọi người đấu tranh nào cái nhãn dân chủ cuội hay đấu tranh để được ra nước ngoài là cách dễ nhất để cô lập một đối tượng. Cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ rất thành công với chiêu thức căn bản, quen thuộc nhưng hữu hiệu này. Ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn và một danh sách trên 200 tù nhân hiện đang sống trong các địa ngục trần gian ở Việt Nam là những người lên đường làm nên lịch sử. Những ai đang sống trong xã hội tự do hay đang còn có một chút tự do, hãy làm tất cả những gì như có thể để làm được, để có thể đóng góp cho họ không trở thành vô nghĩa. Và thông tin cũng cho rằng đừng nản chí, khúc sông hẹp và nhiều gành đá, đương nhiên rong rêu, rán rết cũng động lại nhiều, nhưng khi sông rộng và nước chảy mạnh, những rong rêu, sáng rết kia sẽ bị cuốn đi nhanh, cách mạng dân chủ cũng thế. Các cuộc cách mạng dân chủ tại Đông Âu và các nước cộng sản trước đây hay Bắc Phi thuộc độc tài trong thập niên vừa qua cho thấy, một khi ngọn gió đổi chiều, đại đa số người dân đều muốn đứng về phía dân chủ, phía tự do. Ngay cả hôm nay, một người có chút tự trọng cũng không muốn ai biết mình là đảng viên của Đảng Cộng sản, chứ đừng nói chi đến cách mạng dân chủ bùng nổ. Khi nào cách mạng dân chủ diễn ra khó biết trước, nếu biết trước được thì Jonas, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hungary đã không để mộ mình sau khi chết đã còn bị đào lên. Nếu biết trước được thì vợ chồng Nicolae Ceaușescu đã không thể bị xử bắn, nhưng cách mạng dân chủ sẽ đến với Việt Nam. Đó không phải là mơ ước hay lời cầu nguyện mà là một quy luật xã hội, nhanh hay chậm nhưng nó sẽ đến mà thôi. Không bạo quyền nào có thể bỏ tù được nhận thức của con người. Nhận thức sẽ lớn lên và bùng nổ trở thành cách mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021 với bản tin Quốc tế phản đối việc kết án 3 nhà báo độc lập tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung lập nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.